hỏi thằng trẻ thôi. Làm gì đó. Vậy á. Có hai đứa con mà. Sao em? Ở đây được không? Hả? Ở đây được không? Được. Làm bếp. Nó ra tuốt đằng sau đấy hả? Mầm ơi, có nguyên vườn trái cây luôn á mầm. Hử? Nói vậy? Có nguyên vườn trái cây luôn á mầm, trồng cái gì cũng được. Ừ, trồng cái gì cũng được. Sợ. Sợ nhiều con thú này kia đằng sau.